300, con này nó là 350, tại vì chỉ có 800 nữa. 500 nữa rồi. Rồi chút gì. 450. 800 đổ lại à. 300 một tí. Hà lạc nó có cắn cái thank you.
lại chứ. Bán thanh long phải mặc quần áo dân tộc rồi bán nó chạy. Ai em mua cho bà mới vậy? À đó thì phải vậy. Em mới nói là em muốn mua. Rồi ok con. Cái 45 ngàn không? Dạ đúng rồi. Rồi 42 được rồi. Không ngon, không lấy tiền, có 2 chục. Phí hai à? Không lấy được. 1 tí 7, 15, 22, 22 với 3 nữa là 25. Để đó đi, tiếng nó kêu.
giòn, bánh mì ngọt đi. Dạ, anh Long già hái lên còn gì. Giáp sát bằng thân, lọc da bị hầm xương, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
bỏ lên sang làm lạnh thôi.
40.000 bán mua đi. Và cái bán 40.000 đó. Thank you.
Thank you.
rồi, mưa rồi. Chạy thôi. Mưa hoài vậy trời. Ok. Ngon rồi. Thanh mát mát.
Thank you.
là em đưa 5.000 nếu em chẳng 20. Có không? Đủ không? Anh chỉ thấy tiền lẻ đi. Cho em tiền lẻ đi. Mới sáng đưa tiền lẻ. Có, không đưa. Trời đó rồi. Dạ. Lâu gặp mà còn ngứa tôi không à. Hôm nay mà ba đứa hả? Hả hả không?
15 triệu 3, 12 đúng rồi. Cái này chắc mới ra lò quá. Mới ra lò. Không phải nhiều khi trời thần vậy đó. Nó tin thì bỏ cái trang của cô đó. Thử nó đầu trên đầu cứng này là cô đã biết nghe mà. Tính cô nửa ký thôi. Đẩy nè. Cảm ơn bà nha. Yeah.
Cơm thôi, cơm thôi. Trứng xào khổ qua thơm phức. Vô Yeah.
rồi, rồi. Chiều em bán khác hả? Không muốn mặt tiền. Chiều em nấu con chó. Chiều em nấu con cá. Thank you.
bây giờ em chặt, muốn chặt thì chặt cho. Lấy móng luôn, má bỏ móng lại. Chặt móng luôn nha. Có phào không? Có phào là to lắm hả? Chừng hả? Nghe hả? Có đâu ở người? Nhà gió nè. Hai cái này cái nào? 80 em nha chị. Thank you.
con? Út ăn chè nha. Chè ngon lắm á. Má ăn chè. Này cho chén mắm ớt. Cái áo này là bố hai con á. Áo đen là bố đang mày ăn con của Năng luôn. Giống y chang của Năng luôn hả? Ngon không? Như Hương nấu không cho miếng đường. Khó mà. Không nghe mùi đường hả? Mẹ ơi con mỏi nó chết con nốt này nè mẹ. Ngon quá. Mẹ. Ừ, để chà. Mỏi hết chút nữa cho sắp dạ. Chút tay. Một bữa gấp được mẹ. Ai muốn chết con bữa cháo này ngon quá nè. Ngon không? Ờ, không. Ngon không? Ủa này nó có bắp mà. Bắp hả? Đâu phải. Ấu á. Ấu. Công nhận ăn bữa thế gì cũng năng đâu hả? Giòn tan. Đẹp quá là đẹp. Ai mua quần áo cho con hả? Lucy. Cho con Lucy. Ai mua quần áo cho con hả? Mẹ. Mẹ hả? Mẹ về. Mami. Mami hả? Xanh nó ăn đi cho nó mát. Ủa đậu xanh hồi nãy con đi lên là du lịch có hỏng bóp được. Này đâu có bóp được không? Không được em.
ra đâu. Mua tạt đi, tạt đầu tạt đi. Cái này gì mà ăn liêu rồi. Bớt rồi, để chưng những ngày mua về ăn.
cỡ tháng. Ăn liền.
Ngon không?
Nồi nữ hoàng ngon ghê. Ai dù
Mày ưu nhiên. Nó có cái nhỏ ba trái giờ tắm luôn. Hai đứa mua gì vậy? Anh nội không? Ờ. Nổi ngon lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thịt tới 17 ngàn luôn. Ta nhớ tin gì đó. Thôi, ít tên. Nó con yếu. Lấy lúc ấy lên. Thank you.
đói bụng quá. Cay quá. Rồi thôi. Hỏi không có ruột luôn trời. Hỏi nữ hoàng ngọt kia trời. Thank you.
đẹp bằng xe. Ôi, con gì vậy trời?
mà bả ra bả lựa đi, bả quay cho nhiều nhiều. Bao nhiêu vậy? Không cho mượn xuồng cho mượn luôn cano. Không em cũng.
có nào đẹp ra đây em mới hái chứ không phải là không phải con cũ mà em tặng cũng Phật đâu. Mới hái mà cái sen nó mau quá à. Ôi cái này nè. Sao tôi nói sao vậy nè. Thank you.
sâm thơm ngon. Được rồi, ngon quá. Cho thêm miếng nước đá nữa nha. Thank you.
Yeah.
nhẹ là cái dao mình nó lục nhắc hết chứ. Để em gọt cho. Mua đi em gọt cho. Nhưng mà xanh mà. Nãy đi ngang xếp một kì. Bây giờ quay lại còn 3 trái. Vậy hả? Nó hơi lục hơi gì. Thấy đâu thấy đường đâu.